Tại cuộc họp trực tuyến với Bộ Y tế tỉnh Bắc Giang diễn ra vào sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế tỉnh Bắc Giang áp dụng các biện pháp tin học hóa, xét nghiệm mẫu gộp để theo kịp tốc độ truy vết, lấy mẫu, thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa một số địa bàn, khu công nghiệp chặt chẽ nhưng vẫn phải duy trì hoạt động sản xuất của các nhà máy và bảo đảm an toàn dịch bệnh các khu vực này, lắp đặt ngay camera giám sát trong các khu cách ly tập trung. Từ sáng nay ngày 18 tháng 5, tỉnh Bắc Giang đã thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ đối với huyện Việt Yên và 3 xã của huyện Yên Dũng, tạm dừng hoạt động đối với 4 khu công nghiệp Vân Trung, Đình Chám, Song Khê, Nội Hoàng, Quang Châu. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến hết ngày 17 tháng 5, Bắc Giang có 3 ổ dịch, đã ghi nhận 411 bệnh nhân, 6.581 người là F1 và 30.654 người là F2. Một trong những vấn đề của Bắc Giang hiện nay là tốc độ xét nghiệm chưa theo kịp tốc độ lấy mẫu, và tỉnh này hiện còn khoảng 70.000 mẫu chưa được xét nghiệm. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, trong tình hình hiện nay, Bắc Giang cần sử dụng xét nghiệm PCR mẫu gộp. Bộ Y tế cũng đang chi viện để giải tỏa nhanh lượng mẫu chưa xét nghiệm cho Bắc Giang. Đồng thời, phải tin học hóa quản lý kết quả xét nghiệm cả dương tính lẫn âm tính. Trước áp lực cách ly hàng nghìn F1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Bắc Giang rà soát, lắp đặt camera giám sát các khu nhà ở công nhân, các trường, ký túc xá. Mình phong tỏa, bên trong mình giãn cách xã hội, ngày xưa gọi là cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Nhưng mà kinh nghiệm của Đà Nẵng là người ta trong lúc đấy người ta vẫn duy trì sản xuất các nhà máy mà được đảm bảo an toàn. Vì hai lý do, một là vì sản xuất, thứ hai là chính là biện pháp mà quản lý dịch tốt. Và tôi rất mong là sau cái đợt này từ thực tiễn mình sẽ trưởng thành lên và các ông chí sẽ có kinh nghiệm cho các tỉnh. Thì cái nhóm của Bộ Y tế bây giờ anh Dương cũng chỉ đạo hướng dẫn trong các khu công nghiệp tất cả những cái thực tiễn sau này để mình sẵn sàng các ông chị ạ. Hoàn toàn cái này có thể xảy ra. Từ thực tế, phần lớn bệnh nhân nhiễm COVID-19 không có triệu chứng, Phó Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị cho tình huống có hàng nghìn người nhiễm. Bộ Y tế, tỉnh Bắc Giang phải có phương án sử dụng những bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung nâng cao, có camera giám sát để theo dõi, điều trị. Đối với những trường hợp có triệu chứng sốt, diễn biến nặng hơn, thì chuyển lên điều trị ở cơ sở điều trị có mức độ cao hơn. Về thực hiện giãn cách xã hội, tỉnh Bắc Giang phải linh hoạt, không nên máy móc, cứng nhắc khi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn, trong đó có các khu công nghiệp theo chỉ thị 15 hay chỉ thị 16.